Sáng 24 tháng 6, một đoạn video ghi lại cảnh diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ thứ tư, anh Cao Thắng hành hung ở một quán ăn được lan truyền. Trong video, nữ diễn viên đang nói chuyện với chồng cũ thì bất ngờ bị anh đánh thẳng vào mặt, ngã bổ ngửa ra sau. Vậy trước khi xảy ra vụ hành hung, hôn nhân của Hoàng Yến và hậu ly hôn với chồng cũ căng thẳng như thế nào? Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, tạo dấu ấn với khán giả qua những vai diễn đanh đá lẳng lơ trong các bộ phim như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Giọt nước rơi, Trò đời, Về nhà đi con. Ngoài đời, Hoàng Yến cũng có đời sống tình cảm phong phú với 4 lần kết hôn. Nữ diễn viên từng chia sẻ, nhiều người mỉa mai cô nhiều chồng nhưng cô chẳng mấy bận tâm. 4 cuộc tình cô đều yêu hết mình, kết hôn lần nào cũng cưới hỏi đàng hoàng nên Hoàng Yến không có gì phải hổ thẹn. Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, Hoàng Yến từng nghĩ sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Thế rồi Cao Thắng, người đàn ông kém cô 3 tuổi xuất hiện và tấn công quyết liệt khiến Hoàng Yến siêu lòng. Họ quyết định đến với nhau. Trong khi Hoàng Yến từng có 3 đời chồng và 2 con gái riêng thì Cao Thắng có một con trai riêng dù chưa một lần kết hôn. Cả hai làm đám cưới với nhau hồi giữa năm 2016. Hoàng Yến khi ấy từng nói Cao Thắng là người đàn ông đầu tiên cho cô cảm giác muốn giữ gìn. Theo lời Hoàng Yến, Cao Thắng yêu quyết liệt và khi muốn cưới cũng rất quyết liệt. Anh thường xuyên trêu Hoàng Yến rằng đây là lần chốt hạ của cả hai. Nữ diễn viên khi ấy chẳng biết cuộc hôn nhân này có chốt hạ được không, song cô khẳng định chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Cô từng nghĩ rằng không có người này tốt thì sẽ có người kia tốt. Nhưng khi lấy Cao Thắng, cô nhận ra anh là người có khả năng giữ mình lại. Vợ từng trải qua 3 lần đò bị mang tiếng lẳng lơ, nhưng Cao Thắng không ngại ngần cùng Hoàng Yến vun đắp tổ ấm. Cao Thắng từng chia sẻ, ở bên Hoàng Yến anh nhận ra cô bình dị hơn những gì anh hình dung về người nổi tiếng. Với anh, Yến luôn yêu thương chăm sóc gia đình bằng tình cảm chân thật, không bao giờ toan tính với những người xung quanh. Anh nể nhân cách của Hoàng Yến nên trân trọng, muốn giữ gìn cô bên cạnh mình. Bản thân Thắng cũng thừa nhận rằng nhờ Yến mà anh hoàn thiện dần bản thân để có được cô một cách trọn vẹn. Cuộc hôn nhân của cả hai khi ấy được khán giả quan tâm, họ thường xuyên dành cho nhau những lời ngọt ngào, đăng tải khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội. Năm 2017, Hoàng Yến sinh con gái bé mầm cho Cao Thắng. 2 năm sau đó, cặp vợ chồng liên tiếp tổ chức các bữa tiệc hoành tráng để kỷ niệm ngày cưới sinh nhật các con. Họ dành cho nhau nhiều lời có cánh thể hiện sự quan tâm đối phương hết mực. Từ cuối năm 2019, những chia sẻ về hôn nhân của Hoàng Yến Cao Thắng vơi dần làm dấy lên nghi vấn cả hai đổ vỡ tình cảm. Hôm 17 tháng 2 năm 2021, Cao Thắng đăng đàn. Tố Hoàng Yến không cho anh gặp con từ trước Tết Nguyên Đán. Anh cũng tố Hoàng Yến ngoại tình với trai trẻ. Theo lời Cao Thắng, mâu thuẫn của vợ chồng anh nảy sinh từ lúc công việc làm ăn của anh không thuận lợi. Phát hiện vợ nhắn tin với người đàn ông khác, anh không giữ được bình tĩnh nên cự cãi với cô. Tuy nhiên cả hai vẫn chung sống một nhà. Vì muốn bỏ chồng, Hoàng Yến thường xuyên gây ức chế cho Cao Thắng khiến anh đánh vợ để kiếm cớ ly hôn. Cả hai nộp đơn xin ly hôn từ tháng 3 năm 2020. 15 ngày sau, Hoàng Yến nói nhận được quyết định thuận tình ly hôn. Tuy nhiên, Cao Thắng không chấp nhận kết quả này vì cho rằng mọi việc diễn ra quá chóng vánh. Anh cho rằng việc cả hai chưa trải qua 3 lần hòa giải, anh cũng chưa đứng trước tòa để xử ly hôn mà đã có quyết định là điều vô lý. Anh cho rằng cô không được phép cấm anh gặp con. Về phía Hoàng Yến, hồi đầu tháng 2 cô tiết lộ mình và ông xã ly hôn từ tháng 3 năm ngoái nhưng giấu kín, nhận ra mình lựa chọn sai. Ban đầu Hoàng Yến cố gắng chịu đựng vì nghĩ mình và Cao Thắng đã có con chung. Cô không muốn mẹ và hai con gái lớn phải lo lắng thêm cho bản thân, nhưng khi khúc mắc lên đỉnh điểm cô phải chấm dứt hôn nhân. Theo lời Hoàng Yến, Cao Thắng, chồng cũ của cô, liên tục livestream trên mạng xã hội vu khống cô ngoại tình. Do đó cô lên tiếng để lấy lại danh dự. Cô khẳng định cả hai không còn là vợ chồng về pháp lý. Nếu Cao Thắng làm gì ảnh hưởng đến mẹ cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Hồi đầu tháng 3, cô bị đồn yêu trai trẻ kém 16 tuổi nhưng phủ nhận. Yến nói đó chỉ là người quản lý của mình. Cuối tháng 5, Hoàng Yến tiết lộ cô và Cao Thắng đã có thể nói chuyện hòa bình với nhau. Cả hai ứng xử nhẹ nhàng để cùng nuôi dạy bé mầm. Cô mừng khi chồng cũ chia sẻ chuyện tìm thấy tri kỷ mới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, sáng 24 tháng 6, clip diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung khiến netizen bàn tán. Theo clip trích xuất từ camera, nữ diễn viên và chồng cũ đang trò chuyện thì bất ngờ Cao Thắng giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt Hoàng Yến. Sau khi bị hành hung, Hoàng Yến đã trình báo cơ quan công an quận Tây Hồ và cung cấp toàn bộ bằng chứng liên quan. Cơ quan chức năng đã cho người bảo vệ cô 24/7 và tiến hành điều tra vụ việc. Trên trang cá nhân, sáng 24 tháng 6, Hoàng Yến viết, bị chồng thứ tư xông vào quán đánh đấm chảy máu mũi, Yến không biết phải nói gì về hành động này. Người đầu ấp tay gối một thời, đã nhịn rất nhiều trong thời gian chung sống. Mặc dù không vui vẻ gì, nhưng Yến vẫn chia sẻ lên đây để các bạn hiểu và có cái nhìn khách quan. Cô cũng ám chỉ về hành động vũ phu của chồng cũ, đã thấm hai từ giả mạo.